tử vi tuần mới từ 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Nhiêu, Bọ Cạp, Ma Kết, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử, Sử Nữ, Cự Giải. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tử vi cung Bạch Dương từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 nói rằng tuần mới của Bạch Dương cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa để bản lĩnh vững vàng. Sẵn sàng đương đầu với tất cả những khó khăn và thử thách có thể xảy ra. Nếu cứ vừa thấy khó đã bỏ cuộc thì Bạch Dương sẽ mãi chỉ đứng ở một chỗ mà thôi về mặt tình cảm nếu bạn còn đang độc thân biết thể hiện ưu điểm của mình sẽ có được chú ý và cả theo đuổi nhiều người khác phái nếu như chòm sao này chịu mở lòng thì cơ hội kết duyên với ai đó bạn sẽ xảy ra còn nếu bạch dương đã có đối phương rồi thì cần quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với họ nhé trong phương diện công việc của bạch dương vào ngày hôm nay vẫn giữ được phong độ làm việc ổn định của mình công việc sẽ đều được bạn hoàn thành một cách xuất sắc và đúng hạn được giao và đạt được chất lượng đúng như yêu cầu hiệu suất rất khả quan tình hình tài chính của bạch dương trong tuần mới này không có biến động gì đáng lo ngại cho lắm bạn chỉ cần thay đổi thói quen tiêu xài quản lý tài chính hợp lý hơn không nên mua những món đồ mà chưa thật sự cần thiết thì túi tiền của bạn không có gì phải lo lắng gì cả 2. Tử vi cung kim nghiêu từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy kim nghiêu nên xây dựng kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho mình trong tuần này. Nếu như mong muốn đạt được mục tiêu cần đạt ra và mong muốn. Nếu như bạn cứ hành động mà không có kế hoạch định cụ thể, chòm sao này sẽ phải đi lầm đường, sẽ tốn công sức, thời gian. Trong phương diện tình cảm, Kim Nhiêu còn đang độc thân có thái độ tích cực hơn nhiều, không nên giữ tư tưởng bảo thủ như trước. Hơn thế, với chuyện coi mắt người được giới thiệu, chòm sao này cũng sẽ nghiêm túc chuẩn bị và giữ tư tưởng thoải mái khi gặp đối phương. Về phương diện công việc, Kim Nhiêu sẽ được cấp trên giao cho những trọng trách không nhỏ. Đây sẽ chính là thách thức tuy nhiên đây lại chính là cơ hội không nhỏ để thể hiện bản thân. Tròm sao này đang thể hiện tinh thần trách nhiệm để có thể được cấp trên tin tưởng hơn nhé. Tình hình tài chính của Kim ngưu trong tuần này nhìn chung ở mức độ bình thường, có thu nhập ổn định. Thu nhập của tròm sao này đang duy trì ở mức đủ dùng. Bạn không có khoản thêm và cũng cũng không phải chi tiêu khoản nào đặc biệt gì cả. 3 Tử vi cung song tử từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 bước sang tuần mới, song tử cần hết sức tỉnh táo, dùng lý trí khi lúc mà phải đưa ra quyết định đấy nhé. Tuần này tròm sao này không nên để cho cảm xúc cá nhân che mờ lý trí, một khi đã để cho tình cảm bị chi phối tư tưởng và sai lầm dễ xảy ra. Về phương diện tình cảm, nếu bạn còn đang độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi ở thời điểm này. Tuy nhiên bạn lại cảm thấy rất phiền lòng khi không thể đáp lại tình cảm của đối phương. Cũng như không biết nên từ chối sao để có thể không làm tổn thương người ấy. Công việc tuần tới của chòm sao này đạt được sự hợp tác ăn ý với đồng nghiệp. Đó là nhờ cả hai đang đều cố gắng cải thiện mối quan hệ và có thể tìm ra được những suy nghĩ chung. Vì vậy mà hiệu suất nâng cao, công việc của cả team sẽ được bạn giải quyết rất thuận lợi. Tình hình tài chính tuần này của chòm sao này nếu muốn có nhiều thay đổi tích cực về tài chính ở thời điểm này thì khó khăn và bạn phải thất vọng. Hơn thế nữa, nếu giữ được mức lợi nhuận trung bình cũng là tốt lắm rồi, song tử không nên đầu tư vào thời điểm này nếu không mất trắng đấy nhé. 4 Tử vi cung cự giải từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 bói tử vi trực tuyến nói rằng tinh thần của cự giải tuần này cần tìm cách giải tỏa tâm lý, tránh tự tạo áp lực và buồn bực đến cho mình. Mọi vấn đề rồi sẽ tìm được cách giải quyết, chỉ cần tròm sao này suy nghĩ lạc quan hơn thôi, rồi cuối cùng mọi chuyện sẽ đều sẽ được xử lý thôi. Trong phương diện tình cảm, cự giải có sở thích được người ấy dựa dẫm hơn bạn cũng rất thích cơ cảm giác được chăm sóc cho người ta chứ không thấy chút muộn phiền một nào chòm sao này nên tránh sự can thiệp quá đà vào cuộc sống riêng tư của mình nếu không muốn bị phản tác dụng đó nhé về mặt công việc đôi lúc cả hai sẽ gặp những rắc rối vì đã quá nóng vội và gấp gáp mong muốn hoàn thành xong việc vì vậy bạn mới chủ quan và không kiểm tra lại công việc dẫn đến những sai sót không đáng nói bạn nhớ rằng chính việc giữ cho tâm thái bình tĩnh sẽ giúp tránh khỏi sai sót nhé. Tuần này có thể thấy được cơ hội đầu tư mà thành công được của cự giải trong tuần này không được tốt lắm và dễ trở nên thất bại. Tròm sao này chỉ nên đầu tư ở những lĩnh vực mà mình đã tìm hiểu kỹ. Còn các dự án lớn với những hạng mục xa lạ hơn thì không phải lựa chọn kỹ lưỡng đấy nhé. Nam Tử vi cung sư tử từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 trong tuần này, sư tử cần thành thật và chín chắn hơn trong cách xử sự dù người đối diện dù cho họ là ai đi chăng nữa. Do đó thái độ hơi hợt của chòm sao này sẽ có thể gây hiểu lầm rằng bạn là người dối trá và sẽ khiến mọi người dần xa lánh bạn hơn. Về mặt tình cảm, do thói quen áp đặt của sư tử đang khiến bạn mất điểm trong mắt người ấy bạn luôn mong muốn người ấy mình từ cái này đến cái nọ nhưng bản thân lại không hề thực hiện những điều đó với người yêu. Vì vậy sự mâu thuẫn này là nguyên nhân dẫn đến dạn nứt và tranh cãi. Về phương diện công việc trong tuần này của sư tử cũng có sự nhạy bén hơn bao giờ hết. Nó giúp cho chòm sau này sẽ trở thành người đi đầu và dẫn đầu sự nhạy bén cùng với tinh thần dám nghĩ dám làm của cung hoàng đạo này sẽ được đền đáp xứng đáng do đó bạn không nên quá do dự hay sợ hãi nhé tình hình tài chính của sư tử vào ngày hôm nay không được tốt cho lắm bạn có khoản thu cố định rất tốt tuy nhiên nếu cứ chi tiêu tiêu hơn bình thường cộng thêm với hứng mua sắm thất thường để có thể giải tỏa căng thẳng rất dễ khiến bạn sẽ rơi vào cảnh túng thiếu đấy nhé 6. Tử vi cung xử nữ từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 trong tuần này, xử nữ chào đón tuần mới với một tâm trạng hết sức thoải mái và dễ chịu. Có thể thấy hiếm thấy khi mọi chuyện lại diễn tiến hết sức suôn sẻ đến vậy. Vì thế mà nụ cười luôn nở trên môi bạn, ai cũng có thể cảm nhận rõ tâm trạng vui tươi của chòm sao này trong phương diện tình cảm sử nữ rất có thể sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ có thể chính là món quà mà người ấy dày công chuẩn bị từ lâu để dành tặng cho bạn có phải sắp tới cả hai sẽ có một ngày kỷ niệm hay dịp lễ gì đặc biệt phải không trong mặt công việc chòm sao này sẽ có thể bứt phá cao độ nếu duy trì được sự tập trung cao độ của bạn dù cho tròm sao này chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp thán phục con đường thăng tiến vì thế cũng sẽ càng lúc càng rộng mở rộng hơn nhiều. Tình hình tài chính của xử nữ trong tuần này ổn định, tuy nhiên bạn không thu được quá nhiều nhưng bạn chẳng lo thiếu thốn. Người làm việc tự do có nhiều mối làm ăn thân thiết quen thuộc tuy nhiên bạn nên chủ động kết nối và kết giao với nhiều mối quan hệ hơn nữa cho mình nhé. Bảy, tử vi cung Thiên Bình từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 tử vi 12 chòm sao cho thấy trong tuần mới này thì Thiên Bình sẽ không có nhiều biến động gì nhiều. Lời khuyên cho chòm sao này cần chú ý là giữ được sự kiên định với công việc mà mình và không nên vì hứng thú nhất thời mà quên đi thực tại. Cứ thấy chán là bỏ giờ đấy, kẻo bạn không làm được bất cứ việc gì tốt cả nếu đã có người yêu thiên bình có thể hiểu lầm đối phương bởi vì thái độ không rõ ràng và cách diễn đạt mập mờ của đối phương thực ra câu chuyện không có gì cả tuy nhiên vì bạn cứ chuyện bé xé ra to nên mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn thôi trong phương diện công việc chòm sao này đang thích ứng rất tốt với công việc hiện tại dần tìm được cách phát huy năng lực của mình biết cách vận dụng kiến thức và cả kinh nghiệm học được và tìm ra được con đường ngắn nhất Tình hình tài chính trong tuần này của bạn sẽ không có quá nhiều biến động, nhưng bạn có điểm báo mất tiền nên cần hết sức cẩn trọng với ví tiền của mình đấy nhé. Tuy nhiên có khá nhiều khoản cần chi tiêu do đó việc gì không quá quan trọng cấp thiết thì bạn nên tạm thời xem xét kỹ lưỡng hơn nhé. 8 Tử vi cung bọ cặp từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 bọ cặp nên học cách kiên nhẫn hơn vào tuần này, thế nhưng mục tiêu chưa đạt được cũng không nên vội vàng từ bỏ dễ dàng đến thế. Thành công thường sẽ đến muộn, người biết chờ đợi mới là người có thể nắm được cơ hội thành công cuối cùng. Những bạn còn đang độc thân có thể tìm được đối tượng tiềm năng qua ứng dụng hẹn hò hoặc trò chuyện trực tuyến cả bạn và người ấy sẽ nói chuyện rất hợp và có rất nhiều chủ đề chung để nói và bạn ngày càng muốn tìm hiểu về đối phương nhiều hơn chòm sao này hy vọng mối quan hệ này có thể kéo dài thật lâu trong công việc của bạn trong tuần này vẫn tiến triển đều đặn và bình thường mỗi ngày trôi qua theo tuần tự thực hiện những việc làm giống nhau lặp đi lặp lại dù nhìn có vẻ nhàm chán thế nhưng bọ cạp không hề cảm thấy vô vị bởi bạn thích ổn định thích cuộc sống bình đạm an yên không có nhiều sóng gió như vậy tình hình tài chính của chòm sao này trong tuần này có thể gặp một vài bất lợi do kế hoạch đầu tư của bạn đang thiếu đi sự hiệu quả tiền đầu tư vào nhưng không sinh lời cũng không rút ra được may mắn là bọ cạp sẽ nhận được sự giúp đỡ tận tình của bạn bè nên vượt qua được khó khăn 9. Tử vi cung nhân mã từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 trong tuần tới mà nhân mã có điểm sáng đó chính là ở phương diện tình cảm. Mối quan hệ giữa cả hai bạn đang rất bền chắc nên bạn có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong thế giới ngọt ngào của mình. Về phương diện tình cảm của chòm sao này vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tích cực dù yêu đã lâu tuy nhiên cả hai đều duy trì được sự thân thiết ngọt ngào. Đôi khi đối phương còn mang tới cho bạn những điều lãng mạn bất ngờ, càng làm tăng thêm sự gắn kết giữa cả hai với nhau. Trong công việc tuần này của nhân mã sẽ thoát khỏi những nhọc nhằn thời gian trước và dễ thở hơn khi chút bỏ được một số rắc rối. Về mặt công việc diễn ra khá trôi chảy. Dù vẫn còn một số mâu thuẫn với đồng nghiệp tuy nhiên không quá lớn và có thể giải quyết êm xuôi mà không làm mất lòng cả hai. Vấn đề tài chính đã có dấu hiệu khởi sắc vào tuần này. Tuy nhiên, nhân mã cũng không thể vì thế mà tiêu pha linh tinh, dành một khoản để đầu tư cho việc học hành, phát triển kiến thức và nâng cao kỹ năng của mình mới là khoản đầu tư đúng đắn nhé. 10 Tử Vi Cung Ma Kết từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 Tử Vi tuần mới nói rằng Ma Kết nên chú ý từng hành động và lời nói của bản thân trong tuần tới để không gây ấn tượng là người khó gần trong mắt người khác. Thái độ nghiêm túc của bạn đang tạo ra những rào cản và khoảng cách không nhỏ với mọi người xung quanh đó nhé. Trong chuyện tình cảm, đôi lúc Ma Kết cũng nên khích lệ đối phương rõ ràng hơn đấy nhé chẳng ai lại muốn người yêu luôn nghiêm khắc và lạnh lùng với mình cả những lời nói động viên ngọt ngào tạo ra động lực cố gắng rất lớn cho cả hai đấy trong công việc bạn cần bình tĩnh và kinh nghiệm đối phó từ trước nên không luống cuống khi gặp tình huống bất ngờ cung hoàng đạo này còn tự tin trao đổi với người có liên quan để tìm ra phương án thích hợp nhất thái độ tích cực cầu tiến và khiêm tốn của market sẽ được cấp trên đánh giá cao Tình hình tài chính của bạn sẽ gặp được nhiều sự may mắn và khởi sáng, và những sự nỗ lực. Cố gắng của Market đã được đền đáp xứng đáng bằng các khoản thu bất ngờ. Quan trọng là phải quản lý tài chính hợp lý để sử dụng khoản tiền thu được tốt nhất đó nhé. 11. Tử Vi Cung Bảo Bình từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 Bảo Bình trong tuần này có một bước ngoặt khá lớn, đem đến cho chòm sao này rất nhiều điều may mắn và sự suôn sẻ. Những chuyện tốt đẹp cứ liên tiếp gõ cửa, giúp cho Bảo Bình có thể đạt được các thành tựu rực rỡ trong mọi việc. Trong chuyện tình cảm, Người độc thân dường như không đủ nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên duyên đến rồi đi một cách dễ dàng, chính vì vậy Bảo Bình cũng không quá muốn níu kéo. Điều này khiến những người muốn theo đuổi tròm sau này sẽ trở nên vô cùng e dè. Về mặt công việc của Bảo Bình trong tuần này sẽ diễn ra ổn thỏa khi bạn tập trung hoàn toàn cho những việc cần hoàn tất. Tránh xa những ồn ào, xáo trộn ngoài kia. Kết quả là tròm sao này nhận được thành quả xứng đáng khi được cấp trên khen ngợi nhờ nỗ lực của bản thân đã bỏ ra. Vấn đề tài chính của Bảo Bình trong tuần này sẽ rất khởi sắc, rất là ở phương diện đầu tư tài chính, bạn bỏ ra bao nhiêu sẽ thu được bấy nhiêu. Lúc này cứ tiếp tục tiến tới có thể kiếm số tiền lớn. Bạn không nên vội vàng bỏ qua thời cơ quý giá khi may mắn đang ở bên. 12, tử vi cung song ngư từ ngày 27 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2021 trong tuần này. Có những chuyện diễn ra hết sức trùng hợp sẽ khiến cho bạn cũng phải cảm thán không hiểu vì sao mà lại có những điều trùng hợp đến bất ngờ đến thế. Tuy nhiên biết sao được, cuộc sống luôn diễn tiến nằm ngoài dự đoán của ta mà nếu đã người yêu thì chòm sao này và đối phương hay tranh cãi do đó tình cảm của hai bạn có chiều hướng đi xuống cần phải sốc lại tinh thần song ngư nên thay đổi hoàn cảnh hẹn hò làm mới không gian để cả hai sẽ có thêm cảm hứng và quan trọng nhất là chủ động tiết chế các cảm xúc tiêu cực không nên gây áp lực lên nửa kia nhé trong mặt công việc bạn nên thay đổi thái độ lười nhác của mình không làm việc đối phó nữa mà hết sức chuyên chú tập trung dồn hết tâm sức đây sẽ chính là tiến bộ cực kỳ lớn đáng được ghi nhận và cũng nhờ đó mà đạt được thành tích tốt những nhiệm vụ được giao đều có thể đạt được kết quả xuất sắc tình hình tài chính của song ngư vẫn ở mức ổn định không có nhiều khoản chi tiêu trong khi thu nhập đều đặn do đó chòm sao này không phải lo nghĩ gì cả lúc này nếu có tính toán gì thì chỉ là làm sao quản lý tích lũy cho tốt và chọn phương hướng đầu tư đúng đắn nhé